chúng mình sẽ trải nghiệm một cái thứ mà không phải ai cũng đủ can đảm để trải nghiệm nha mọi người. Lên đi anh. Vẫn còn. Đây là tổng hợp của những cái mùi gọi là thối nhất trên thế giới này nhá. Nhìn bao bì thấy cháy rồi anh em ạ. Cái đầu tiên luôn. Cái chai này là chai mùi hương giác. Cái này thì sao? Nhà vệ sinh màu xanh. Cái này là mùi nước thải hồ xí nha anh em. Cái này là nhà vệ sinh màu xanh ra trời này. Thôi xem 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 xem. Cái này là vừa rắm. Rắm. Nhưng mà chắc mình nghĩ rắm này cũng rắm thối đấy. Không phải rắm thường đâu. Trong này có 3 mùi luôn anh em ạ. Ui màu nâu có hình cục xít luôn rồi này. Chính xác, đây là mùi xít. Có lửa lửa đây là gì? Đây là mùi đến từ địa ngục. Mình chưa biết là mùi đến từ địa ngục nó như thế nào. Mùi xác chết. Không biết. Mùi hình quả bom này. Đây chính là bom thối nha anh em. Chắc là giống cái mùi mà đợt trước mình chơi trốn tìm ở cái nhà cũ ngày xưa ấy. Cũng chơi cái bom thối mà nó nổ được ấy. Em ơi thối thế, nó thối lắm 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 rồi. Mình chưa hình dung thế này là thối chứ nào. Đây bây giờ mình sẽ cho anh em nghe một số comment của những người từng trải những cái mùi này rồi nhá. Mùi của cái chai siêu thúi, tỏa hương nhanh, lưu hương từ 3 đến 5 phút, đem lên lớp xì được 3 cái cô Thu. Còn lưu hương nhanh được nước hoa. Mang lên lớp chơi thì thối lắm ấy. Mùi siêu siêu thối luôn đấy, thực sự là xịt một phát là muốn tiền đình luôn. Ha ha ha, mình rất thích cái mùi thúi này lắm mọi người ơi, muốn ọe lắm, mua về chôn rất ok. Mùi rất thối, ai nói chung là comment nào cũng rất là thối, thối lắm, chỉ một từ thôi, thối vờ lờ, cái này dùng để đi chôn thì miễn bản. Tóm lại là tất cả những mùi này nó siêu thối và thối như thế nào thì bây giờ chúng mình sẽ lần lượt trải nghiệm nha anh em. Thì bây giờ chúng mình sẽ chơi thử thách đi. Lần lượt thử thách á? Mỗi người được ngửi 3 mùi à? Anh thích ngửi mùi nào nhất? Anh thấy mùi nước thải đỡ ấy. Chứ mùi xác chết, mùi địa ngục nè, mùi shit này chắc chắn là rất thối rồi. Anh phải trả lời là anh không muốn ngửi mùi nào chứ. Đây là vòng quay may mắn nha anh em. Thì trên này mình đã ghi là 6 mùi rồi đấy. Thì từng người sẽ lần lượt quay vào mùi nào thì sẽ phải ngồi trong căn phòng này và chịu đựng cái mùi hương này trong vòng 3 phút. Mùi 3 phút cơ? Nhưng vui chơi có thưởng. Nếu mà chịu được đủ 3 phút thì ra ngoài kia cầm ngay 5 lít. Được đấy nhờ. Mùi rắm, mùi rác được. Anh nghĩ là anh sẽ quay được vào mùi rác ấy. Mùi rác cũng dễ ngửi. Mùi hoặc là mùi nước cống cũng dễ ngửi. Ok, chơi luôn. Rồi. Anh chơi đi. Huy đi. 1, 2, 3. Anh chơi chưa? Chơi đi anh. Hãy quay để chọn ra mùi hương cho mình đi anh. Quay tí thế. Này dễ là mùi shit lắm. Mùi gì? Mùi bom thối. Bom thối là mùi nào? Mùi này à? Thối, đố. Tần ơi, mày có mùi không? Anh đang điều chế mùi anh em. Thăng thẳng mùi cứt rồi đấy. 3, 2, 1. Bắt đầu, đi vào, nhanh. Nhanh lên, 3 phút. Nhanh lên, đừng câu rồi. Nhanh lên. Đóng chặt cửa vào. Mình đang nhịn thở đấy là chưa thấy mùi gì anh em ạ. Vân đang nhịn thở. Đây là tay chỉ có dính ít để mạnh gửi không? Không, em thấy thối thật rồi. Anh vẫn đang nhịn thở. Anh nhịn được 3 phút không? Ôi, ôi, nó thối. Nope. Cái mùi nó bắt đầu từ ngoài khóc rồi đấy. Ủa, tối mãi luôn đấy. Mình vào nhìn được 30 giây là không chịu được rồi. Phải thở, là phải hít thở đi. Thật nó cứ đứng xa thế kia anh nhìn nó kìa. Nào, mời em thử lấy cái tờ 5 lít vào túi em cho anh xem nào. Mùi gì dễ ngửi nhất ta? Chắc là mùi rác đấy. Mùi bom thối này anh vừa ngửi anh quen lắm. Em vẫn thấy nó có tăng khoảng cái này anh ơi. Rồi, anh biết nó kinh thế nào ấy mà. Ôi, từ từ vẫn xoay anh ơi. Ê đừng. Cái gì á? Ôi, shit. Chưa, nó vẫn quay nha. Đừng rồi. Đây anh em ạ. Chết em.
rồi. Mùi shit nha. Ok, đi ra ngoài này. Rồi anh điều chế mùi cho em người. Thì giờ tay vào cho an toàn anh em ạ. Ủa sao không ra nước? Rồi rồi. Ok. Còn này chắc thối phổi mất. Em thấy hơi nhìn nhìn thử cái ngoài này đã. Em biết nhé. Rõ ràng chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời em. Được 15 giây rồi em ạ. Em đi nhìn thở lâu phết chưa? 30 giây rồi. Gì đấy? Được 1 phút rồi em ạ. Còn hẳn 2 phút nữa. Buồn nôn dã man luôn thế mọi người. Mới 1 phút rưỡi thôi em ạ. Thôi thế. Một phút 40 giây. Để xem mùi này nó thối mức nào đấy nhé. Ủa này, nó thối hơn cái mùi anh vừa ngửi nhất. Mùi anh vừa ngửi bom. 2 phút rồi, thối. Còn 20 giây em ạ. Mình chắc thắng rồi. Được ấy. Tóc em cũng có mùi shit luôn rồi em ạ. Không dám thử mấy anh ạ. Mỗi lần em thử ra là em buồn nôn. Đây nào, đi thử em này. Cái này người ta gọi là bán mình cho thứ ba này. Bán mình cho cứt. Anh bán trải nghiệm từ đi anh. Ôi, cái mùi nó dã man thối á. Cái mùi này mình đảm bảo không ngửi được 30 giây luôn ấy. Em tập là nhìn thở ấy, thấy hơi một hai hơi xong em lại nhìn thở tiếp à. Được, chơi chiến thuật này được anh em ạ. Mùi gì thơm thơm nào? Ở trong đây không mùi gì thơm anh ạ. Không hiểu ai nghĩ ra một cái trò đà làm mùi này cơ. Em phải tưởng thật đấy. Có gấp một mùi đâu mà không thể chịu nổi nữa. Mùi gì? Mùi nước thải hố xí. Hố xí và gì nào? Mùi này này. Đây à? Chắc không? Đúng rồi nhỉ? Ừ đúng rồi, đây là mùi nước thải hố xí. Đều trước khi sử dụng. Ngay từ đầu mình đã bảo mình cố gắng chọn vào mùi nước thải. Và mình nghĩ là mùi nước thải nó sẽ đỡ thối. Mùi shit rồi mùi bom thối rồi tử thần các kiểu biết là không thể chịu nổi không. Mùi địa ngục chứ. Mùi địa ngục hình như là mùi xác chết mình nghĩ. Ôi sao thôi. Mùi rồi. Đó thấy mùi rồi nè. 3, 2, 1. Đi đi anh. Lê Hùng đã bắt trước chiến thuật của mình nhưng mà đâu phải ai cũng nín hơi lâu như mình được đâu. Ôi ơi, nó là nhịp thở mà sao thời gian nó trôi chậm bay. Mới được 30 giây thôi. 30 giây ạ. Anh này phổi to lắm ấy. Còn một đứa đấy. Ui, quay ra hướng bên này nó nồng. Sao Tân không dám trải nghiệm hả Tân? Không chị ạ. Đồng tiền không có thể thu hút được em ạ. Không được, em giàu rồi. Hạ kinh kìa. Mới được một nửa thời gian thôi. Ủa lại bỏ cuộc anh em. Đừng, 1 phút đủ được. Ủa đâu bạn đây.
Anh nghĩ là nó là mùi nhẹ nhất trong tất cả mùi mà anh đã thấy, nó rất là thối. Nhẹ nhất á? Nhẹ hơn mùi shit kia một tí, nhưng mà khi mà hít vào á, trùng cả hít vào nó kia lắm. Một chút thôi thôi mà ôi là ra thì buồn nôn luôn rồi. Thì nên là cái này bạn đang phổi to. Em sẽ là em phổi to hơn anh ấy, em phải chịu với bố anh ạ. Mời em. Mày đi. Mùi địa ngục kia. Mùi địa ngục là mùi gì ra? Mùi da. Mùi da. Da đây đúng không? Không, mùi mùi than màu đỏ kìa. Đây à? Sao chậm thế này? Mùi với anh. Ừ, mình thấy mùi này thối rồi đấy. Ừ, mấy mùi thối hay sao rồi mình cứ nôn nao. Mùi thơm lắm em ạ. Ê, hình như là nó may ra tận đây rồi, đúng mùi rác luôn đấy. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Mời thí sinh tiếp theo. Như mùi sầu riêng ấy. Mùi sầu riêng, em thích sầu riêng mà. Hả? Ừ. Vào mùi. Giống mùi sầu riêng đó. Em ơi, chỉ có 27 giây thôi mà em. Em lỡ em hít vào. Ủa sao cái mùi này nó thối thế? Nó đúng kiểu mùi sầu riêng em ghét, nhưng mà kiểu nó thối hơn rất nhiều so với nó mix với cái rác. Ừ, anh gửi cho giải và anh thấy mùi đậm mùi sầu riêng luôn. Nó kiểu mùi sầu riêng thối mà mùi sầu riêng ở trong thùng rác. Ôi chứ nó thối luôn. Dã man là nó còn sợ hơn cả mùi shit luôn ấy. Tập tờ nó thấy mùi sầu riêng này. Tập tờ mùi đất. Không em ăn, em thấy thoang thoảng mới thơm mà. Đấy, mùi thơm ấy, mùi thơm mà. Mùi thơm ấy chở đấy ạ. Mùi thơm. Thơm ạ. Ờ giống mùi kẹo sầu riêng ấy. Ờ kẹo sầu riêng chuẩn luôn. Mùi thơm. Mùi thơm anh em ạ. Thế là Bánh Mì không chịu được. Đúng. Hai mùi cuối cùng. Cái mùi vừa rồi nó lưu lại lâu rồi đấy. Thấy vẫn thơm em ạ. Không, kinh thơm quá. Kiểu mùi sầu riêng chín hơi hơi quá một xíu. Không phải chín. Mùi gì ạ? Mùi chiều hơn. Mùi địa ngục là mùi gì mà chúc mừng, biết đâu nó lại thơm như mùi sầu riêng thì sao? Không, em nghĩ là nó gọi là nghe địa ngục là nó phải rất kinh dị. Mùi địa ngục nha mọi người. Đây là cơ hội cuối cùng của Lê Hùng để lấy 5 lít nha các em. 30 giây nhá. Vẫn đang đi thở á. Mày có vẻ khá là quần quại. Đây như cả mùi phân hố ga. Cậu bánh sẽ thắng. Mới được một nửa thời gian thôi. Ủa, bây giờ không nhìn được thở rồi. Bây giờ cứ hít vào phổi nó thối rồi. Kinh nhảy lên không? Chắc chắn là mình thắng luôn. Mình ngửi được mùi này thôi. Ủa nuốt cái cơn buồn nôn xuống. Cứ mỗi lần hít vào là buồn nôn luôn ạ. Còn 30 giây nữa. Anh thắng rồi. Anh chịu được mùi này thôi. Mùi hùng sắp thắng anh em ơi. Yeah, có tiền. Chúc mừng anh. Đây là phần thưởng của anh.
vẫn chịu được cái mùi đấy thoải mái. Rồi Bạch Vy anh em ạ, Bạch Vy sẽ chịu được mùi cuối cùng, đó là mùi giấm. Nhưng mà quan trọng là giấm này là giấm của ai? Giấm của một người ăn chay hay giấm của người ăn thịt? Chứ như giấm của con mèo thì ăn thịt thì nó thối siêu phẩm luôn mọi người ạ. Uầy, quên mất. Chắc cái chữ mùi giấm là thấy thối rồi á. Mở cái này ra đi má. Hả? 3 2 1 bắt đầu. Mày ăn giấm thế? Đây người ta ba đây rồi. Ba đây rồi. Mùi này đảm bảo kinh. Mùi giấm không kinh nữa, còn mùi gì kinh nữa. Ngửi đi, hãy hấp thụ mùi giấm vào cơ thể đi. Bốn mươi lăm giây rồi. Ta động kinh luôn này. Quay mặt ra bên phải đi em. Ui, một phút rồi. Phút rưỡi rồi. Chắc là được rồi. Vì một khi đã thối là nó rất là thối luôn. Anh em không thể chịu được. Hít vào phát ra là buồn nôn luôn rồi. Một khi đã chịu được đến cái giai đoạn này là đảm bảo là sẽ vượt qua. Mùi này ngon không? Không có mùi nào là ngon cả. Em miêu tả về mùi giấm đi, giấm này là giấm ăn chay thì cũng ăn sầu riêng hay sao á. Nhưng mà sầu riêng thì nhẹ hơn, xong rồi nó em chắc chắn thấy anh không ăn chay. Có giống mùi chuột chết không? Ở hơi hơi nhá, nó kiểu mix nó không giống mùi giấm cho lắm ấy. Em thấy nó giống mùi kiểu như là mùi chuột chết, mùi thùng rác có chuột chết, có kiểu hoa quả thối hơn. Thôi, thân chúng mình cùng vào thử. Anh vào mình nhé. Tao lấy tên. Ôi, nó thối. Kinh khủng quá. Ok anh em, thế là chúng mình đã trải nghiệm xong cái mùi. Nó gọi là kinh khủng khiếp lắm anh em ơi. Không thể nào mà chịu được, đúng là những cái mùi này mà không nịn thở thì đúng là chắc là chết. Nếu mọi người mua về để đi chôn nhau vui đấy. Mua lên lớp xịt thì vui đấy anh em ạ. Ê thế này ấy, mọi người xịt xong rồi là ít nhất sẽ được nghỉ học khoảng tầm nửa tiết ấy. Ngày xưa mà mình có cái này ấy, đảm bảo mình cứ xịt ở trong phòng rồi cho giáo viên vào, xong giáo viên lại phải đi ra không. Hồi xưa bọn em hay chơi với bom thối ấy, ném vào lớp ấy, thì cũng được nghỉ. Cái này thối hơn nhiều. Cái này thối ra mà nó gọi là đúng là kiểu tiền đình luôn ấy mọi người. Bro. Ok anh em, nếu anh em thích clip này nhớ like và share nhiệt tình với nhá. Ai mà thích thử cứ thử đi, nhưng với điều kiện là cái phổi nó phải đủ lớn nha anh em. Ok, bye bye mọi người. Anh ơi, em nghĩ là nên đi tẩy ở cái căn nhà đi, em thấy nó vẫn thoang thoảng đấy anh ạ.